Chào mừng tất cả các bạn đang đến với chương trình ưu đãi đặc biệt của BB Vet Shop. Thì nhân dịp vào mùa Iguana Baby năm 2017, Ngọc và BB Vet Shop xin gửi đến một món quà vô cùng đặc biệt dành cho tất cả các khách hàng. Và chương trình kể từ ngày 27 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2017, khi các bạn mua hay là cọc hàng tại BB Vet Shop cho Iguana Baby thì các bạn sẽ nhận ngay tất cả những ưu đãi đặc biệt sau đây. Thứ nhất đó chính là giảm 5% cho chuồng nuôi Iguana. Tiếp theo nữa là giảm 10% cho chuồng nuôi Iguana nếu bạn đặt cái thứ hai. Và tặng voucher gồm 4 bước làm đẹp cho Iguana, gồm có tắm, bôi, rồi bấm móng và xịt. Tắm ở đây là BB Vet Shop sẽ hỗ trợ tắm và làm sạch cho bé Iguana của bạn từ đầu đến đuôi. Tiếp theo nữa là sẽ hỗ trợ bôi keo thích ăn dành cho bé, để cho bé về nhà bạn vào những ngày đầu tiên sẽ ăn uống một cách tốt nhất. Và bước tiếp theo là BB Vet Shop sẽ làm móng và bấm móng cho bé Iguana của bạn để các bé không làm ảnh hưởng đến da, hay là các khách hàng khi mà chúng ta nuôi hay là ẵm chúng lên tay vào những ngày đầu tiên khi mà bạn chưa quen. Và bước cuối cùng đó chính là sẽ hỗ trợ xịt kích ăn, xịt kích màu chứ không phải kích ăn nha các bạn. Và xịt kích màu dành cho bé Iguana của bạn để bé có thể thật là đẹp, thật là xinh và dễ dàng lột da trong những ngày đầu tiên. Và cuối cùng nữa đó chính là đo tia UVB hoàn toàn miễn phí cho tất cả các bóng UVB của các bạn. Đây, bóng UVB dành cho Iguana nha các bạn. Sẽ sử dụng máy đo hoàn toàn chuyên dụng như thế này để có thể đo tia UVB miễn phí và biết được lượng tia UVB còn nhiều hay ít để chúng ta có thể vừa kịp lúc thay bóng mới hoặc là sử dụng những cái bóng trong thời gian bao lâu nữa để chúng ta có thể thay và theo dõi một cách sát sao hơn. Và cuối cùng nữa thì BB Vet Shop sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn về cách chăm sóc nè, cách sử dụng chuồng nuôi hoặc là cách sử dụng thức ăn sao cho phù hợp, những cái đồ lót chuồng vân vân, nói chung là mọi thứ về Iguana. Và cuối cùng thì Ngọc rất là hy vọng tất cả các bạn hãy nhanh chân đến với BB Vet Shop để có thể ủng hộ BB Vet Shop nhé. Địa chỉ của shop là 192 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7. Và cuối cùng, một điều mà Ngọc mong chờ từ tất cả khách hàng đó là các bạn hãy chia sẻ clip này để có thể tham gia chương trình ưu đãi đặc biệt này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình lần sau.